Bye bye. Bye bye. Mọi người quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay mình sẽ review cái bồn ngâm nước nóng cạnh bờ hồ như thế này. Và tại vì có nhiều bạn cũng hỏi mình ở trên TikTok là mình hãy review về cái này đi. Thì hôm nay mình xin review với mọi người và tại sao người Phần Lan lại thích có cái bồn ngâm nước nóng như thế này. Và tất nhiên là cái view đắt giá này nữa. Thì mọi người cùng đến mình nhá. Em mong qua đây. Qua đây mẹ, qua đây mẹ. Qua đây, qua đây. Qua đây. Ách, ách. Nhanh. Em Bon mới ngủ dậy. Qua đây nè, mẹ bé nè. Thôi, mọi người che em Bon. Hoa của ông nội, không được. Không được, ấy. Trời ơi, hư quá. William. Thanh niên mới sáng sớm ra đã vứt hoa của bà nội rồi. Đây mọi người, cái lọ hoa này hoa dại á mọi người. Đẹp hả? Mà em Bon nãy giờ em Bon cứ me me để mặt á. Đi rồi. Vứt lung tung rồi. Đây là cái bồn này mọi người. Thì quay này mọi người dễ nhìn hơn. Mọi người thấy á. Nói như nào nó nhìn buồn cười quá. Nhưng mà cái này á là gồm có cái tắp nè. Tắp này cũng dạng như là bằng nhựa, một loại nhựa đặc biệt đó mọi người. Thì tổng thể gồm có cái bồn này, cái nắp, cái thân bồn, cái ống khói và cái lò đun. Và ở bên kia có một cái đường dẫn nhiệt chạy qua bồn. Có nghĩa là mình sẽ đun cái này lên. Mình sẽ bỏ củi vào đốt xong rồi nó sẽ dẫn nhiệt để đẩy vào lò. Không phải đẩy vào lò mà đẩy vào cái bồn. Tại vì trong này có nước thì cái nhiệt đó sẽ làm cho nước ấm lên đó mọi người. Thì nhiệt độ trung bình của cái bồn này là tốt nhất là tầm 37 đến 38 độ C là tốt nhất để ngâm mình. 36 độ thì hơi lạnh á. Nói chung là 38 độ là hoàn hảo nhất đó mọi người. Thì cái nắp thì bằng nhựa. Cũng ở trên này có một cái để cho mình có thể nhấc lên như thế này. Cái bồn này có thể ngồi được tầm 8 người luôn đó mọi người. Nhìn vậy chứ ngồi 8 người á. Thì ở đây thì mùa hè, mùa thu hay là mùa đông, đầu mùa đông thì mấy đứa em nhà mình cũng thường đến đây để ngâm bồn ngắm hồ. Đến với bạn thường rủ bạn đến. Ở đây cái nắp cái này là để giữ cái nắp này á mọi người. Nhưng mà tại vì hôm nay bọn mình sẽ dùng tiếp cho nên mình không có nắp lại mà chỉ để như này thôi. Thì cái thân á, đây là cái mỏ bạch. Cái thân thì lớp ngoài cùng là bằng cái này phải lúc đầu mình tưởng bằng gỗ nhưng mà nó không phải là bằng gỗ. Và cái này là một vòng như vòng thép như thế này để khóa lại để cho nó không bị bể ra mọi người. Thì có hai cái vòng thép ở trên này với cả dưới này để giữ cái thân á, để nó không có bị bục ra. Còn đây là cái hệ thống làm ấm này. Mọi người thấy cái đường truyền nhỏ nhỏ kia không? Đó là cái này là cái nơi dẫn nhiệt từ bên cái lò này qua bên đây. Thì chờ em Bon. Và đây là cái nơi mà bỏ củi để đốt nha mọi người. Đốt xong thì khói nó sẽ đi lên ống khói này. Và cái ống dẫn này là cái ống dẫn nhiệt để thẩm vào bồn nước. Mọi người xem bên trong. Cái nắp cao su này. Cái vành trên này là bằng cao su á mọi người. Bên kia có nhiệt kế và dưới đây có một chỗ để thoát nước ra ngoài á. Và cái viền của cái hồ thì màu xanh thì tất nhiên là hồ bơi hay là những cái mà hồ nước này người ta sẽ làm màu xanh để nhìn nó mát hơn á. Hình như nó là một dạng nhựa. Đấy. Rất là bự, có hai tầng như thế này. Thì đây là cái hồ căn bản thôi. Thì cũng có những hồ ngâm nước nóng như thế này nhưng mà dạng là nước nóng nhưng mà họ giống như là có massage. Kiểu bồn sục, không phải massage mà là bồn sục. Thì cái bồn sục đó thì đắt tiền hơn. Cái này thì rẻ hơn. Cái này tầm tính ra thì tầm 30 triệu tầm đấy. Tại vì mua lâu rồi, bữa nay thì chắc nó rẻ hơn rồi. Tại vì đời mới càng ra thì nó sẽ càng rẻ. Ở dưới này mọi người thấy cái vòi không? Vòi đó là vòi để thoát nước. Trong cái lỗ ở dưới chính giữa cái bồn á để thoát nước. Cái này hình như là không phải gỗ. Mình quên hỏi Yuri.
nhiệt độ đó, nhiệt độ như thế thì mọi người có thể bỏ xà bông tắm vào, kiểu giống như là những cục xà bông để sủi bọt đây đó mọi người. Cục xà bông thì mình bỏ vào thì nó sẽ sủi bọt nguyên cả cái hồ ấy, nhưng mà như thế thì phải bỏ nhiều xà bông à, dạng như xà bông để ngâm bồn tắm á. Nhưng mà như thế thì rất là tốn tại vì cái hồ này rất là bự. View đẹp ghê đúng không mọi người? Bây giờ là buổi sáng, hơn 9 giờ sáng rồi á mọi người. Trời trong xanh luôn. Hôm trước ở đó có rất là nhiều cây hoa súng, nhưng mà bố chồng đi cắt mất rồi. Bố chồng với cả hàng xóm ở bên này nè, chèo thuyền ra cắt mất rồi. Cho nên là không còn đẹp nữa. Nếu mà ban ngày hoa súng nở rất là đẹp, nhưng mà bên phía bên này nè, hoa súng vẫn còn nguyên thì chắc hôm nào mà trời không có gió mình sẽ đi hái hoa súng. Đây là buổi tối mọi người sẽ ngồi đây để ngâm bồn nước nóng. Bây giờ đã là 11 giờ đêm nè mọi người. Thì nước rất là ấm. Và đó có một cái nhiệt kế. À, thì mọi người sẽ ngồi ở đây để uống rượu, uống bia, rồi ngắm hồ các thứ. Mùa đông cũng rất là đẹp. Mùa đông thì ngắm bồn và hồ bị đóng băng á mọi người. Thì mọi người sẽ ngâm bồn và ngắm ra hồ. Thì lúc đó thì sẽ quên, mình đang bị khàn tiếng. Lúc đó thì sẽ cây sẽ hồ sẽ đóng băng, cho nên là cảm giác càng thích hơn, tại vì nước thì ấm mà hồ thì mát. Đây. On khói. Ban đêm, ngôi nhà ban đêm nhìn như thế này nè mọi người. Tại vì ban đêm nó gọi gì ta? Ban đêm có đèn cho nên là nhìn đẹp hơn á. Nhìn rất là sáng. Nếu mà trời có trăng á, nếu mùa thu thì sẽ đẹp hơn, tại vì mùa thu thì trời tối dần và có trăng nữa thì sẽ rất là đẹp. Bọn mình thường ngâm bồn đây và ngắm trăng này. Và nhà thì sáng, nhà mùa hè thì sáng. Sáng tại vì có trăng với cả có điện này. Bên kia có một hàng đèn đi ra nhà vệ sinh, mọi người thấy không? Đấy. Hôm nay thì hơi gió, nhưng mà mặt trời, đó mặt trời đã lặn hẳn rồi nhưng mà vẫn còn ánh dương rực qua ven hồ. Yuri mới đến hôm nay luôn đó mọi người. Đến nơi là 9 giờ. Ngâm nước nóng. Thì đây hồ đã có rồi. Cái bồn ngâm nước nóng đã có. Nước nóng đã có rồi. Thiếu massage nữa. Và đây là hồ ngâm nước nóng massage. Massage đang bận. Đây là tôi cho cô nhặt tên là vị trí đó mà. Massage đang bận. Đây là của mình. Sẽ phải đi uống rất là vào và rồi sẽ lại mà. Tại vì cái này là massage tự động á mọi người. Kiểu massage chạy bằng cơm á. Máy massage chạy bằng cơm cho nên là phải chờ một chút xíu. Không có thể mà khởi động làm luôn được á mọi người. Phải chờ một chút xíu. Đó là một cái thiệt thòi khi mà dùng máy massage tự chạy bằng cơm. Thế nếu cái này sẽ yli. Ja tyttökin ihan saatana voi asia. Tiedän tämän mong massage chạy bằng cơm nha. Tietenkin se Thật ra mọi người biết là massage chạy bằng cơm thì mình nghĩ là hầu như nhà nào cũng có thể có. Thì đây là massage chạy bằng cơm thì mình massage và đây là máy massage. Mọi người tắm hành massage thì hơi ồn ào tại vì nói hơi nhiều, nhưng mà không sao, tại vì chỉ chạy bằng cơm thôi cho nên không có tốn nhiều tiền quá. Đó, mọi người, đây là video lòng vui thôi, mọi người đừng có trách quá, kiểu giống như là video hài hước thôi, mà hài hước hơi thất bại, mọi người đừng để ý nhé. Mọi người thấy không, bây giờ đang làm mấy giờ rồi chị? 11 giờ à? 11 giờ rồi. Bây giờ đang là 11 giờ đêm, nhưng mà ngoài hồ mọi người thấy một hồ rất là đẹp, trời rất là nắng và mây rất là cao. Chị quay ra hồ chưa chị? Thấy hồ không? Có hơi không chị? Mutta niin saa näytä, no jalkaan se yleensä puree. Niin sit jalka vaan pitää niinku laittaa yöllä kiinni. Và đây có một kiểu massage nữa. Đây là massage bằng chân này mọi người. Đi
cây là gần gần hơn tí nữa. I will review, bao lấy Thalil massage. Đây là massage chạy bằng massage chân, cũng là chạy bằng cơm luôn. Thì cái này mình có thể điều chỉnh theo nhất mức độ nhạy mạnh hay nhẹ. Rồi, như là vừa rồi á, không cần điều chỉnh đấy. Đó, đó gọi là máy massage chạy bằng cơm. Video lần này đến đây thôi, mọi người nhớ like, comment và theo dõi gia đình mình nhé. Cái này cố gắng hài hước mà thất bại. Cảm ơn cả nhà, bye bye mọi người. Tuyệt vời. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye.